Chiều nay tại thành phố Đà Lạt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Nha Trang Đà Lạt và hai dự án cao tốc Tân Phú Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương. Sau khi lắng nghe những báo cáo của hai địa phương Lâm Đồng và Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà hoan nghênh sự chủ động của hai địa phương trong đề xuất lập phương án đầu tư xây dựng ba tuyến đường bộ cao tốc quan trọng. Đối với dự án đường bộ cao tốc Nha Trang Đà Lạt, Phó Thủ tướng đề nghị trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tập đoàn Sơn Hải cùng hai địa phương và Bộ Giao thông Vận tải cần đồng hành phối hợp để xây dựng các phương án kỹ thuật, giải pháp khoa học công nghệ tối ưu nhất. Đồng thời cần có dự báo hiệu quả kinh tế thuyết phục hơn. Các phương án cần tăng tính định lượng, nhất là nguồn vốn nhà nước và của nhà đầu tư dự án để tiến tới báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội. Đối với hai dự án cao tốc Tân Phú Bảo Lộc và Bảo Lộc Liên Khương, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng khẳng định cơ sở quan trọng trong việc thay đổi một số hạng mục, giữ cam kết về tổng mức đầu tư. Đề nghị Bộ Tài chính, các ngân hàng có hướng xử lý, hình thành liên danh các ngân hàng nhằm hỗ trợ vốn chủ đầu tư. Đối với việc vướng quy hoạch khoáng sản, Lâm Đồng và các nhà đầu tư cần báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương án xử lý nếu quá trình thực hiện dự án gặp khoáng sản. trong chuyến công tác tại tỉnh quảng nam hôm nay đoàn công tác của quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí sổ mạt phôn sẻ na phó chủ tịch quốc hội lào làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thaco chu lai tiếp và làm việc với đoàn có phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải cùng lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam Đồng chí Sổ Mạt Phôn Sẻ Na, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ghi nhận và đánh giá cao chiến lược đầu tư của tập đoàn Thaco tại Lào, đồng thời cho biết sẽ kiến nghị với Quốc hội, chính phủ và các bộ ngành địa phương tạo điều kiện tốt nhất để Thaco triển khai dự án sản xuất kinh doanh trên đất Lào. Trong thời gian tới, phía Lào cũng sẽ đồng hành với Việt Nam thúc đẩy hoạt động giao thương hàng hóa, logistics giữa tỉnh Quảng Nam và các tỉnh phía Nam Lào, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội hai nước và đoàn công tác đã đến thăm Viếng Hương khu kháng chiến Hạ Lào tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Viếng Hương tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chiều nay tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội Lào tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chủ trì buổi hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổ Mạt Phôn Sê Na. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao việc hai nước Việt Nam và Lào duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả cơ chế cuộc gặp thường niên giữa hai bộ chính trị, các kỳ họp ủy ban liên chính phủ hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp để tạo đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, trong đó chú trọng kết nối hướng kinh tế Lào ra biển thông qua các hành lang kinh tế Đông Tây 1 và 2, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Lào, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận tốt vai trò chủ tịch ASEAN IPA và tổ chức thành công đại hội đồng IPA 45 tại Lào. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổ Mạt Phun Sê Na cho biết, chuyến thăm lần này là hoạt động triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, là dịp để hai bên học tập, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực mà Quốc hội Lào đang rất quan tâm cũng trong chiều nay tại trụ sở báo Nhân dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn lớp tập huấn báo Passagon của Lào tại Việt Nam. Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định báo Nhân dân có mối quan hệ gắn bó thân thiết đặc biệt với các cơ quan thông tấn báo chí Lào, đặc biệt là báo Passagon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng bày tỏ vui mừng khi hệ thống báo điện tử hiện đại bậc nhất ở Việt Nam được báo Nhân dân bàn giao cho báo Pasason tháng 6 vừa qua đã đem lại những hiệu quả tích cực, gia tăng lượt tiếp cận độc giả của báo Pasason từ 16 đến 17 lần, trở thành công cụ hữu hiệu giúp báo Pasason thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định quan điểm xuyên suốt và nhất quán của báo Nhân dân là những gì tốt đẹp nhất sẽ luôn dành tặng cho các bạn Lào. Thay mặt đoàn lớp tập huấn báo Pasason của Lào, Phó tổng biên tập báo Pasason ông Sĩ Văn Hom, xây nhà đệt, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Ban tuyên giáo Trung ương Việt Nam và báo nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn sang tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công nghệ, đồng thời hỗ trợ cho báo Pasason rất lớn trong thời gian qua, đặc biệt là hệ thống báo điện tử mới, hiện đại. Những đổi mới trong chuyển đổi số cũng như phương thức truyền tải thông tin của báo nhân dân là kinh nghiệm hết sức quý báu để báo Pasason học hỏi và phát triển nhân dịp này đoàn lớp tập huấn báo pasason của lào cũng tham quan tìm hiểu về truyền thống lịch sử và sự phát triển của báo nhân dân